con này á là nó khi nó mình cắt đầu đuôi gì á là nó lên lại, nó sống lại, nó mọc ra. Con này là tế bào sống giống như con trùng á, nó rụng cái đuôi là nó mọc ra cái đầu, rụng cái đầu nó mọc cái đầu khác, cái đầu rụng để mọc cái đuôi, nó giống như con trùng ở trong đĩa vậy đó. Cái loại này là nó tế bào sống. Wow, con này lạ nè. Con này tên là gì mình tức? Salamander. Nhưng mà nó loại salamander nhưng mà cái tên khác. Tên khác mà loại salamander. Okay. Như con như salamander con khác con nhiều. Con này con nhiều. Con này là tên tiếng Anh là con nhiều. Con này mới là con salamander nè. Con này salamander. Con này giống thằng lằn mà nó ở nước. Lạ quá, mấy con này mình chưa bao giờ mình thấy. Con hornet lizard. Con này bắn máu con này là con hornet lizard. Hornet lizard. Nó bắn máu ra mắt. Nó bắn ra máu ra mắt là để nó bắt, nó tấn công mấy con mà tấn công nó. Làm sợ mấy con. Nó đánh lại mấy con nhưng bằng cách bắn máu ra mắt. Con này ở thường thường ở desert ở sa mạc. Con này là ở đâu đây? Ở Mexico. Yes. Lizard, hermit lizard. Con này rắn gì? Temple viper. Temple viper. Là rắn hổ mè hổ chúa ở đây. Tên tiếng Anh là temple viper. Tree python. Con này là con python hả? Tree python hả? Nó nhìn tưởng. Mới tưởng là nhìn con rắn lục nhưng mà không phải rắn lục, con là con trăng xanh, con trăng lá cây. Hai con này nó kêu là sea green tree python. Đây, tên của nó tên tiếng Anh là green tree python, là con rắn con trăng lá cây. Long nose sea viper. Long nose sea viper. Billy, come here. Billy. European long nose viper. Snap turtle. Snake neck turtle. Con này con rùa đầu lắng rắn. Snake neck turtle. Cái là con rùa đầu rắn là con này. Con móng tay. Đây là con rùa đầu rắn. Mình kêu con cua đinh này thì phải cua đinh hay ba ba gì đây. Artificial. Một bay con một trắng nữa kìa. Con này là bắn nước. Con này phun nước lên bắn bắt mấy con dế hay con cào cào á. Con một trắng. Con một trắng. Con một trắng một con to kìa. Nó bắn nước lên mấy con côn trùng ở trên cây rớt xuống ăn. Atrophic. Cá này cá gì? Mình nói trên này luôn kìa. Con này là con gì đây? Mexican West Coast Raider Snake. Raider Snake là con rắn hổ, rắn hổ chúa, rắn hổ chuông. Đây không phải, đây con gì? Con này nó giống như con Gila Monster. Nó giống con thằng lằn á, mà to. Mexican Great Lizard. Con này là rắn Mountain Adder ha. Con rắn núi hả? Con rắn này đẹp nè.
Để giống như cái mặt giống như cái răng hổ. Để giống như nó vung nhảy. Ừ, con này nó dữ lắm nè, cắn nó chết đấy. Ethiopian mountain arrow. Rùa này là mắc tiền lắm nè. Rùa này là rùa năm Mỹ đó. Nó đi là giống như là con bò, nó đi bốn chân. Con này giống như con kỳ đà quá nè. Nó tên là Grey Monitor. Grey Monitor. Lizard Tucker. Water Monitor. Có cá. Rồi nó ăn cá, làm như này bắt cá ăn nè. Con này nó dài thơm nè. Con gì không phải con cá sấu mỏ nhọn. Con này ăn cá nè. Con này cái mỏ dài nhọn vắt nè. Con này để ăn cá. Đó, đó, đây, 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 anh nè. Cái mỏ nhọn vắt ha. Con cá sấu này, cá sấu gì lạ mà. Cái mỏ nó nhọn giống như con cá cực kiếm. Con này chuyên bắt cá ăn. Bạn Tuấn thấy nó không? Con này nó lặn như đi dưới sông luôn ha, nó nằm dưới sâu ha. Nó bắt cá nó ăn. Con này cái loại cá sấu mỏ nhọn. Con này thù người ta sợ chết luôn. Lấy xuống cho em coi. Bao nhiêu? Coi thử bao nhiêu một con. Thế này. Ở the same price. Hai con cho 35 đồng. Hai con 35 đồng. Vậy thì con một con mình tưởng con hả? Ok, mua đi ba con. Ba cho đó. Các Tường thích con bé này hả? Hả? Holy Bear thấy xấu quá. Đâu có đẹp đâu, đâu có trắng bóc đâu. Nó hơi vòng vàng ha. Mua hai con là 35 đồng, thế là con 17, 18 đồng con hả? Thế nữa, khoảng 18, 20 đồng con rồi. Con nó còn kinh kinh á. Con gì vậy? Con quay mắt con nhỏ. Con heo á. Heo rừng á. Mình Tuấn thích con này rồi đúng không? Con muốn con khác rồi con nào nữa? Con là chiến đấu nhưng con này nó bị gì? Con này bị gì? Trên này nó bị gì? Ok, tới nói các Tường tới lấy con khác cho em. Như con này đẹp nè. Hả? Cái này? Con ngoài này nè. Con đó cũng được. Con nào thấy giống nhau hết trơn. Nó con này nó bị miệng. Bị miệng hả? Coi lại coi. Coi. Được chưa? Cuối cùng là được chưa? Thích chưa? Con này thấy đẹp á. Ba thấy con này đẹp á. Binoculars. Những sư tử này đẹp nha, là bằng đá men. Bằng đá men đẹp ha. Hai con cá. Con cá gì? Con cá này kêu gì? Nemo. Dory. Con này giống như Dory nhưng mà cái con này giống như damselfish. Đâu. Này giống như damselfish hay là con blue tank là con là con blue tank là con đôi cái này clownfish Nemo. Nemo hả? Ủa
Kinh tướng. Con này con gì? Con hải cẩu. Hải cẩu hả? Hải cẩu. Siêu. Sea lion. Siêu lion hả? Sea lion. Sea lion chứ. Con đây này là dê đá Sơn Dương. Dê này nhảy núi thôi. Bé. Bé. Dê núi, dê đá, Sơn Dương là cùng một thứ hết, cùng một tên, cùng một loài. Đó, nó leo núi, leo đá, đi khỏe không. Cái gì mà cái miệng lại rậy 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 xuống nước, không biết. Ủa, chim này đỏ đẹp à, hai con luôn. Chim nó màu đỏ, à, hai con màu đỏ đẹp ha. Còn con này màu rằng, con này giống con mọi nhát, mà không phải. Nè, mũi ư, có nhiều con bên á. Nguyên một bầy bên này nè. Nằm lên cây vàng nè. Không thấy sao á. Trong nó tối chung. Con vịt ở dưới kìa. Chưa bật đèn lên mới đẹp. Cái cây Christmas tree chúng ta đùng nghe nè. Thật bóng đấy. Nguyên một rừng tre, đang đứng giữa một rừng tre. Rừng tre đẹp á. Mình anh Tướng đứng. Yeah.